Xin được chào mừng tất cả các bạn cùng đến với cảnh báo khẩn cấp số 2 trên kênh YouTube HTV Vlog. Cảnh báo dành riêng cho tất cả những ai đang có ý định hoặc sắp sửa sang Nhật Bản để làm việc trong năm 2020. Và cảnh báo đầu tiên trong clip ngày hôm nay đó chính là chúng ta đừng nhìn vào cái hệ thống y tế hiện đại của Nhật Bản để nghĩ rằng sang đây sẽ được bảo vệ. Xin thưa với các bạn, với con số chỉ mới lên tới là hơn 13.000 người thôi, nhưng hệ thống y tế của Nhật Bản đến bây giờ đã vỡ trận hoàn toàn thưa các bạn. Bệnh nhân phải chữa trị ở các khách sạn và một số phải tự cách ly ở nhà. Đó. Và hiện tại đã có 2 người đã phải chết bởi vì phải tự cách ly ở nhà. Và đến khi trở nặng thì các bác sĩ là không kịp trở tay. Đó. Như vậy là với tình hình hiện tại thì hệ thống y tế có hiện đại bao nhiêu đi nữa thì Thái Việt nghĩ rằng cũng không đến lượt các bạn được. Các bạn sẽ được chăm sóc bởi nó đâu. Đó. Và cảnh báo số 2 dành cho các bạn đó là chúng ta đừng có nghĩ rằng cứ qua Nhật rồi lỡ có bị bệnh đó, thì cũng sẽ được quan tâm chữa trị tận tình như ở Việt Nam. Không có chuyện đó. Các bạn nên nhớ rằng dù chúng ta đang còn trẻ nhưng mà nếu ta vô tình bị bệnh đó, thì việc các bạn được thăm khám là điều vô cùng khó khăn. Chúng ta sẽ phải đi từ nơi này tới nơi kia, phải gọi điện nhờ tại trung tâm này, trung tâm khác, và chúng ta có khi là phải chờ đợi đến suốt cả tuần lễ đó, và cũng có khi là không bao giờ chúng ta được xét nghiệm cũng nên đó. Ở bên này thì sẽ không bao giờ có khái niệm chính quyền sẽ đến tận nơi để rước các bạn đi khám rồi là đưa các bạn đi cách ly rồi quan tâm hỏi han điều tra dịch tế này kia, không có chuyện đó. Các bạn phải tự làm hoàn toàn đó, và các bạn qua đây rồi các bạn mới biết được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào thôi các bạn đó. Vừa rồi có 2 du học sinh ở Nhật vừa bị nhiễm bệnh và đã về Việt Nam thành công đó, và tất cả ai cũng đã gửi lời chúc mừng tới họ, bởi vì ở Việt Nam thì họ sẽ được cứu chữa tận tình và khả năng được chữa trị rất là tốt đó. Còn nếu mà ở đây thì tương lai thì rất là khó đoán, nói thiệt là vô cùng khó đoán. Nếu ở bên này các bạn lỡ bị ho ốm sốt gì đó thì đến bệnh viện khám họ chỉ bảo là về theo dõi tiếp mà thôi đó. Bệnh viện bây giờ đã quá sức gò rồi, họ không muốn nhận thêm bất cứ điều gì, họ không muốn quá tải nữa. Đó. Tất cả bên này họ không có sợ, người bên này họ không sợ Covid, mà họ sợ cảm giác bị bỏ rơi thôi. Đó. Sang đây mà đã bị thì chỉ có một cách là cầu trời khấn Phật thôi các bạn. Và cảnh báo số 3 đó là sang đây nếu trường hợp bệnh dịch lại tăng mạnh á, thì chính phủ sẽ hỗ trợ. Câu trả lời cho các bạn đó chính là các bạn đã bỏ lỡ cái cơ hội nhận 20 triệu được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ vào đầu tháng 5 này mất rồi. Cho nên là sau cái khoản trợ cấp này sẽ không có thêm một khoản cứu trợ nào nữa các bạn nha. Và cảnh báo số 4 dành cho tất cả các bạn đó chính là rất nhiều trung tâm bây giờ tung ra rất là nhiều đơn hàng và nhiều gói ưu đãi tư vấn với mọi người là mọi thứ đã trở lại rất là bình thường, đơn vẫn về liên tục và mọi thứ xuất cảnh đều rất là bình thường. Nhưng mà tất cả những gì môi giới họ nói là bình thường nhưng thực tế là bất thường đó các bạn ạ. Thời đại này nếu trung tâm nào mà nói bình thường là trung tâm đó bất thường. Còn nếu trung tâm nào mà nói bất thường thì trung tâm đó mới gọi là bình thường đó các bạn. Đó, chúng ta phải cảnh giác với các gói ưu đãi nha. Đó, và cảnh báo số 5 đó chính là việc ra tư cách lưu trú sẽ không bình thường như trước đó. Đó, với tình hình dịch bệnh phức tạp cộng với việc chính phủ đang tập trung toàn bộ mặt trận chống dịch, cho nên là việc ra tư cách lưu trú trong thời gian sắp tới nó sẽ nhỏ giọt và việc xét tư cách lưu trú nó sẽ là trở nên vô cùng khó khăn. Đó, chính phủ sẽ chỉ thực sự xét cho một số ngành nghề gọi là cần thiết, còn lại thì rõ ràng là phải chờ. Đó, và nếu mà lỡ họ ra tư cách cho các bạn thì cũng xin chia buồn với các bạn vì các bạn đã phải sang để làm việc trong lúc như thế này. Thì loạn lạc như thế này thì thực sự là quá thiệt thòi cho các bạn ha. Và cảnh báo số 6, du học sinh bây giờ là đối tượng nguy hiểm bậc nhất khi sang Nhật Bản, các bạn nhớ nha. Hiện nay những người Việt Nam bị nhiễm bệnh tại Nhật Bản hầu như là đều là du học sinh. Tại vì sao du học sinh lại là nguy hiểm như vậy? Tại vì du học sinh thì thường là phải tiếp xúc với rất là nhiều người. Đó, đặc biệt là phải tiếp xúc với một số người Nhật gọi là vô ý thức, luôn luôn không đeo khẩu trang và thường xuyên nói chuyện luyên thuyên cả ngày. Đó. Hơn nữa là du học sinh thì là phải làm việc ở nhà hàng, phải bán hàng, phải là combini, khiến cho họ phải tiếp xúc xã hội rất là nhiều. Đó.
Và các cái trường tiếng, các trường đại học thì thường tập trung ở các cái khu phố đông đúc, cho nên là môi trường nó rất là phức tạp. Đó, kéo theo là cuộc sống của du học sinh nó trở nên quá phức tạp. Đó, và khiến cho nguy cơ của du học sinh là thuộc diện cao nhất trong số là thực tập sinh, rồi là kỹ sư, rồi là những cái đối tượng khác ha. Tốt nhất là hãy bỏ suy nghĩ là theo con đường du học sinh vào cái lúc này nha. Và cũng chia sẻ luôn cho các bạn đó là sắp tới sẽ có một lượng lớn du học sinh sẽ bỏ học mà trở về Việt Nam đó các bạn. Các bạn thử xem cái nội dung này, thấy việc nói có đúng không nha. Sẽ có rất nhiều người bỏ về đó. Và cảm báo số 7 đó chính là nếu mà các bạn bây giờ mà đi theo đơn một năm thì các bạn cần phải coi chừng nữa nha. Giàu nghèo đôi khi nó cũng phụ thuộc vào may rủi, nhưng mà rõ ràng nếu đi đơn một năm trong lúc này thì nó rủi ro sẽ nhiều hơn là may mắn. Đó, nếu đi 3 năm thì còn có thể là vớt vát được đôi chút, nhưng mà đi 1 năm thì là phần lớn thời gian là bị bệnh dịch, thì coi như là đi làm từ thiện ha. Đi làm rồi vừa đã hết nợ là coi như đi làm từ thiện ha. Và cần bóc số 8 đó là nếu quyết định sang Nhật Bản vào lúc này thì các bạn nhớ là thuốc men là điều phải chú trọng. Mình phải là vừa là bệnh nhân vừa là bác sĩ, và mình sẽ tự chữa cho chính mình. Nếu quyết định sang đây thì phải cách sơ qua cái cách chữa trị Covid là như thế nào ha, xem là mình có thể tự chữa Covid được hay không, cái đó các bạn cần phải cân nhắc ha. Và cảnh báo số 9 đó là nếu mà lương cơ bản vào lúc này mà thấp thì không nên đi. Đừng có nghĩ các bạn lương thấp thì sang đây thì sẽ trốn đi làm bộ đội này kia, thì các bạn bỏ ngay cái ý định đó nha. Thời này là không phải là thời của bộ đội nữa, bộ đội bây giờ là không còn việc nữa đâu. Nhiều người bộ đội sẽ phải tự bỏ nghề, và thậm chí là lúc ốm đau cũng không dám đi bệnh viện để khám thì khổ lắm. Đó, thì tốt nhất là lương thấp thì không nên qua nha. Và cảnh báo số 10 đó chính là nhiều người nghĩ rằng là Nhật Bản đang chống dịch rất là tốt. Thì thưa với các bạn là Nhật Bản về việc chống dịch là thua toàn diện so với Việt Nam luôn. Đó, Nhật Bản chống dịch là không hề tốt một chút nào. Không có sự quyết đoán, không quyết liệt như ở Việt Nam. Đó, không có điều tra dịch tễ đến F2, F3, F4 như ở Việt Nam đâu. Nói chung là về việc chống dịch thì nó không có hiệu quả như ở Việt Nam, rất là kém. Mỗi ngày cứ tăng 500-600 người thế này thì rất là nguy hiểm. Và cảnh báo số 11 dành cho tất cả các bạn đó chính là các đơn hàng lắp ráp điện tử, lắp ráp điện, bảo trì, may mặc, nhà hàng, ăn uống gì đó thì các bạn hạn chế đi vào thời gian này nha. Sang năm các bạn đi vào những cái đơn này sẽ tốt hơn. Cảnh báo số 12 đó là những ai mà đã thi đậu đơn rồi á, thì chúng ta chưa sang, muốn sang Nhật Bản vào thời gian này thì chúng ta hãy liên hệ với công ty tiếp nhận và chúng ta sẽ thương lượng với họ ha, là sang năm sau chúng tôi đi có được không đó. Và chúng ta cũng tiền thể hỏi là nếu mà chúng tôi ở nhà thế này chờ đợi thì các bạn có trợ cấp tiền học tiếng hay là chi phí trì hoãn hay không, bởi vì một số công ty lớn họ sẵn sàng bỏ tiền cho các bạn để giữ chân các bạn đến khi hết dịch, thì lúc đó họ sẽ đón các bạn trở lại đó. Cảnh báo số 13 đó là mà các bạn đã nộp tiền rồi mà các cái đơn hàng của các bạn là có gặp trục trặc thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng quá. Chúng ta hãy liên hệ với công ty tiếp nhận xem là để trì hoãn thời gian sang, xem là các bạn hãy cam kết với họ là chúng tôi sẵn sàng chờ đợi các bạn, chờ đợi đến khi hết dịch thì chúng tôi sang cũng được, xem thế nào. Còn nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ liên hệ với trung tâm để chúng ta đổi đơn khác xem được không ha. Và cảnh báo số 14 đó là những bạn mà đã được công ty Nhật tuyển thẳng sang để làm việc tại các trường đại học á, thì các bạn hãy phải cố gắng duy trì liên lạc, tốt nhất là hãy trì hoãn liên hệ với các công ty để trì hoãn sang năm sang xem có được không đó. Chúng ta không nên vội vàng, bởi vì là nếu mà vội vàng thì sẽ khổ cho chính mình và khổ cho công ty nữa đó. Và cảnh báo số 15 đó là những ai xác định học tập trung tại các trung tâm xuất khẩu lao động thì chúng ta phải sẵn sàng tiền bạc và chi phí nhiều hơn ha. Bởi vì là thời gian xuất cảnh nó sẽ kéo dài hơn so với 10 năm. Nếu bình thường là chỉ cần 6 tháng là các bạn đã xuất cảnh được rồi thì bây giờ có thể là nó sẽ dài hơn, nó sẽ là 1 năm hoặc là hơn nữa. Nên các bạn phải chuẩn bị là nhiều tiền hơn, nhiều chi phí hơn ha. Đó, phải sẵn sàng như vậy. Cảnh báo số 16 đó là nhiều người nghĩ rằng là cái bọn ở bên Nhật Bản chẳng qua nó làm lỗ thôi, nó phóng đại cái tình hình lên quá thôi đó, chứ làm gì đến cái mức đó. Nhưng mà xin thưa với các bạn đó là những gì thực tế còn nghiêm trọng hơn rất rất là nhiều so với những gì mà chúng tôi ở bên này đang thấy đó. Chúng tôi không hề làm lỗ một chút nào cả các bạn đó. Các bạn phải sang đây rồi mới biết là
là cái cảm giác không có công việc nó khó chịu như thế nào và cảm giác bị bỏ rơi bởi tình hình y tế quá tải như thế nào. Ai không tin thì cứ sang đây rồi sẽ thấy một cuộc sống sợ hãi sẽ bao trùm lấy tất cả các bạn vào lúc này. Đó, các bạn đến lúc đó các bạn sẽ không nghĩ đến việc làm nữa, mà các bạn sẽ không nghĩ đến chuyện làm giàu nữa, mà các bạn sẽ chỉ lo đến tính mạng của mình thôi. Và đời người chúng ta chỉ có một sai lầm có thể kết thúc cuộc đời của bạn. Và chúng tôi thì chúng tôi rất là muốn bỏ về vào lúc này. Còn các bạn nếu các bạn muốn dấn thân mình vào cái gọi là bể khổ, dấn thân mình vào cái cuộc chiến này, thì chúc cho các bạn được an lành và may mắn. Còn cảnh báo số 17, đó là những ai mà đã tham gia vào các đơn hàng, các trung tâm mà không cần học tập trung đó, thì chúng ta có thể là cố gắng đăng ký học tiếng online đi ha. Chúng ta vừa học vừa làm để giảm bớt cái gánh nặng cho chính mình. Và chúng ta cũng có thể là chuyển một cái hướng đi khác nếu có thể. Đó, không nên đặt quá nhiều cái kỳ vọng để rồi là sau đó lại đổ lỗi cho số phận. Đó. Và cảnh báo số 18, đó là nhiều người nghĩ rằng sang đây chủ yếu là cứ lên công ty với đi siêu thị thì mấy khi mà phải gặp, phải nguy hiểm, mấy khi mà phải là bị lây nhiễm. Nhưng mà thực tế các bạn ạ, công ty bây giờ chỉ cần một người nhiễm là gần như toàn bộ công ty sẽ bị nhiễm. Đó. Cho nên á, là cho dù là mình không đi đâu nhưng mà làm sao biết được là những người Nhật Bản họ có đi đâu hay không. Họ thường hay đi lung tung lắm các bạn ạ. Và bây giờ đi siêu thị thì cũng rất là đông đúc, rất là nguy hiểm. Nói chung là hên thì không sao, chứ xui cái làm rất là nguy hiểm nha. Đó, như vậy là mặc dù hiện tại thì nói chung là cũng ít, nhưng mà hiện tại người Việt cũng đã có một số người bên này đã bị nhiễm. Và đã có hàng chục người phải thuộc diện đối tượng phải theo dõi là ho và sốt, được các trung tâm hỗ trợ online, đường dây nóng là theo dõi sức khỏe liên tục để có phương án hỗ trợ. Thôi thì clip đến đây cũng dài rồi, xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và các bạn hãy đăng ký kênh HTV Vlog để các bạn theo dõi tiếp những clip tiếp theo nha. Chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.